Chúng ta cũng đã biết là bữa sáng là bữa ăn quan trọng để chúng ta có đủ năng lượng để làm việc. Tuy nhiên ở những vùng nông thôn, chuyện trẻ em đến lớp với cái bụng đói đã xảy ra thường xuyên. Một phần là vì gia đình thiếu quan tâm đến sức khỏe của con em, nhưng cũng có khi là do gia đình không dư dả tiền bạc. Thấu hiểu nỗi khó khăn này, cán bộ chiến sĩ trẻ thuộc Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức phần việc là bữa ăn sáng vì đàn em thân yêu để phần nào chia sẻ, động viên các em nhỏ tiếp bước đến trường. Để có bữa ăn sáng cho hơn 50 em học sinh trường tiểu học Long Hiệp B, xã Long Hiệp, từ 4 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã có mặt tại chợ. Thực phẩm phải tươi nhất, ngon nhất, đảm bảo mỗi em sẽ có một phần cháo nóng hổi trước khi vào lớp học. Cảm ơn các chú vì đã một tuần tới để cho các bạn ăn cháo một lần. Thấy đây là một cái hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa để tiếp bước cho các em đến trường và nhìn thấy những nụ cười và hồn nhiên tươi sáng của các em thì càng thêm tạo thêm động lực cho tôi để có thể thực hiện tiếp tục cái hoạt động này. Long Hiệp B là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ 83% dân số toàn xã. Hầu hết người trong độ tuổi lao động đều đi làm ăn xa, trẻ nhỏ được gửi lại cho ông bà chăm nom, nên việc để có những bữa ăn đầy đủ cho trẻ em nơi đây là điều không dễ dàng. Chuyện để bụng đói đến trường là việc thường xuyên. Chủ ban chấp hành chi đoàn thống nhất chọn địa điểm là trường tiểu học Long Hiệp B là tại xã Long Hiệp để mà làm thí điểm đầu tiên. Sau này nếu mô hình là mang lại hiệu quả thì chi đoàn cũng sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái điểm trường khác. Mỗi sáng thứ hai, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức nấu cháo cho các em học sinh ở cả 3 điểm trường tiểu học của xã Long Hiệp. Toàn bộ kinh phí do Đoàn Thanh niên Công an huyện Trà Cú đóng góp.